ca trực chiều tối 21 tháng 1 năm 2023, tức 30 Tết, của hàng chục công nhân vệ sinh thuộc xí nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài và người lao động đang làm việc tại ban quản lý chợ Đồng Xoài được bắt đầu trong niềm vui rơm rã. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, bà Nguyễn Thị Hương Giang đã trực tiếp đi thăm, động viên và gửi những lời chúc Tết bình an đến 45 công nhân vệ sinh và cán bộ nhân viên chợ Đồng Xoài. Bà Giang cũng tặng những phong bao lì xì may mắn cho từng người, trị giá 1 triệu đồng một phần. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đóng góp mỗi bao 500.000 đồng, Ngân hàng Vietinbank mỗi bao 500.000 đồng. Đối với những công nhân, người lao động, sự quan tâm này không chỉ là niềm vui, hạnh phúc mà còn là động lực giúp cho mọi người hoàn thành tốt ca trực đặc biệt nhất năm nay. Hôm nay là ngày 30 Tết, thật sự là công việc của chúng các cô công nhân là rất là vất vả, nhưng mà được sự quan tâm của ban lãnh đạo cũng như là giám đốc sở xí nghiệp, liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và các cấp ngành đã quan tâm đến đời sống của chị em và quan tâm đến những ngày Tết để cho chị em có một cái Tết vui vẻ. Thật sự là rất là cảm xúc, nó cũng là một cái động lực để các anh chị em công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong cái Tết nguyên đán này. Em rất là tự hào, rất là vinh dự, nghề thủ nghề nó không có điều đó, nhưng mà chúng em rất là yêu nghề và cảm ơn rất các anh các chị đã có tấm lòng để động viên chúng em. Các em cảm thấy rất là xúc động, rất là hạnh phúc. Chúng em đêm 30 chúng em vẫn phải làm, không được về đón giao thừa với gia đình, chúng em rất là cảm xúc. Cảm ơn các anh. Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công đoàn các cấp đã chi thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động với nguồn kinh phí gần 45,6 tỷ đồng.